Dạ chào bà. Ông là ai? Dạ thưa bà, tôi là một gã ăn mày khốn khổ. Một gã ăn mày khốn khổ à? Dạ. Vậy ông cần gì, bát tiền hay cốt gạo? Dạ thưa bà, tôi tuy là kẻ ăn mày, nhưng tôi không phải đến đây để dụng ý khất thực hàng ngày. Nếu như vậy ông muốn gì? Tôi muốn nhìn lại dung nhan của bà cho thỏa lòng mong nhớ. Cầm ngay, gã ăn mày hỗn láo. Ni là ai? Là ai? Bà hãy dịch cho rõ, kẻ khốn nạn này là ai? Kìa, Trương Bảo. Trương Thảo Lan. Đừng đừng, em dặn anh chưa đến gần em nữa. Tại sao? Bà hãy xem cố tình anh bằng anh với Trương Thảo Lan. Bảo ơi, tại vì bản thân em giờ đây quen ngủ nên đành phải quay lưng cúi mặt mà trốn chạy. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều ạ.